vị và các bạn với thông điệp cắt tóc miễn phí, thanh toán bằng nụ cười, việc làm tuy nhỏ của những người thợ trẻ tại tiệm cắt tóc Điền Nguyễn Barbershop, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên nhưng đã lan tỏa hành động đẹp, mang đến niềm vui, tạo sự gần gũi, thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, vào tinh thần nhân dân trong cộng đồng. Vào những ngày cuối năm 2023, không khí tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh An Giang rộn ràng hẳn lên khi nhóm cắt tóc thiện nguyện của anh Nguyễn Sơn Điền, chủ tiệm cắt tóc Điền Nguyễn Barbershop, tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí cho những đối tượng đang được nuôi dưỡng tại đây. Ý tưởng làm thiện nguyện bằng cách cắt tóc miễn phí cho mọi người dấy lên khi anh được thấy những hình ảnh hoạt động như vậy của các nhóm cắt tóc miễn phí trên địa bàn tỉnh An Giang. Với mong muốn lan tỏa lòng yêu thương nhân ái đến mọi người, đến nhìn rõ nhất cho đến thấy những cái người lớn tuổi, những người trẻ em mồ côi, những người bệnh thân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội, thì em mới nảy sinh ra việc cắt tóc thiện nguyện miễn phí cho mọi người nhằm để giúp đỡ cho mọi người hoàn cảnh khó khăn. Đến thời điểm hiện tại thì tiệm hoạt động cắt tóc thiện nguyện cũng được 5 năm. Cứ mỗi lần tổ chức hoạt động, nhóm sẽ có khoảng từ 10 đến 15 thành viên tham gia. Dù là cắt tóc miễn phí, song mỗi đường kéo đều được những người thợ ở đây trau chuốt, tỉ mỉ và chu đáo cho các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội, mang đến sự tươi mới và niềm vui cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Em tham gia hoạt động thiện nguyện này thì cũng được hơn là 7 tháng từ lúc em bắt đầu đi học ở tiệm của thầy. Thì khi tham gia hoạt động thiện nguyện ở các địa điểm này thì tụi em thấy rất là vui, vì mỗi người đều có một cái cách đóng góp cho xã hội khác nhau. Thì riêng tụi em thì có phần nghề vằn tóc á, thì tụi em cũng đến đây góp phần làm đẹp cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn tụi em, thì cũng một phần vừa đem lại vẻ đẹp cho mọi người, cũng qua đó là tụi em cũng có nâng cao tay nghề để tiếp lửa đam mê với cái nghề của mình để cháy về sau. Tháng nào cũng bạn cũng vô hết, tháng nào cũng hết, và cắt tóc thấy nhẹ nhàng cái đầu và thông thả. Em cũng mong tháng nào cũng hớt tóc cho em đẹp. Bên cạnh việc hớt tóc miễn phí định kỳ hàng tháng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, nhóm cắt tóc của anh Điền còn thường xuyên tham gia vào các hoạt động cắt tóc miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, khu vực Bảo tàng An Giang và tại các trường học vùng nông thôn hay những nơi còn khó khăn tại các tỉnh thành khác khi họ có nhu cầu cần hỗ trợ. Ngoài ra, nhóm của anh còn liên kết với các nhóm thiện nguyện khác, tặng quà, kêu gọi, quy động các mạnh thường quân, hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, trẻ em mồ côi. Nói chung thì cơ sở Điền Nguyễn thì cũng làm công tác thiện nguyện đối với cái Trung tâm Bảo trợ là cũng lâu rồi. Nhưng mà với những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người yếu thế, dù tâm thần, bệnh này kia, những người tai biến, đó, nhưng mà với cái tinh thần thiện nguyện là rất nhiệt tình. Ngoài hớt tóc ra thì cũng hỗ trợ thêm một số, ví dụ dầu gội đầu, ví dụ vật chất, cơ sở hỗ trợ thêm vật chất thêm cho mấy cụ để gội đầu sau hớt tóc cũng có. Dự định trong thời gian tới của em của shop hoặc là anh em nói chung thì cũng một lòng hăng hái để duy trì cắt tóc thiện nguyện mỗi tháng một lần ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội hoặc là đi những chỗ vùng sâu vùng xa để cắt cho những cô chú anh chị, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ đều đều mỗi tháng. Những việc làm của những bạn trẻ tại tiệm cắt tóc Điền Nguyễn Barbershop đã đem lại sự ấm áp cho những cụ già, các em nhỏ, là niềm vui, nụ cười cho tất cả mọi người trong hành trình cắt tóc thiện nguyện.